trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi thì trẻ sẽ khám phá thế giới xung quanh thông qua các giác quan, sẽ gồm có thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác và vị giác. Như chúng ta đã biết là các giác quan đã được hình thành ngay từ trong giai đoạn bào thai để giúp trẻ có thể kết nối được với môi trường trong bụng mẹ nè, cũng như là chính là người mẹ của mình. Thực ra các giác quan đã được hình thành ngay từ trong bào thai và điều đó giúp cho trẻ có thể học hỏi ngay từ khi mà trẻ được sinh ra. Những cái gì mà trẻ trải qua, trẻ học hỏi, trẻ biết được, tất cả mọi thứ sẽ được thông qua sự kết nối của các neuron thần kinh mà chúng ta hay gọi là các khớp thần kinh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng khi mà trẻ được 12 tháng tuổi thì các kết nối, các sự phát triển của neuron thần kinh của trẻ dường như là gấp đôi não ở người lớn. Điều này cho thấy về cái khả năng học hỏi và khám phá của đứa trẻ ngay từ trong giai đoạn nhỏ này là rất là rộng lớn. Và những cái khớp thần kinh mà đã được hình thành nên trong quá trình mà trẻ được học hỏi đó, nó sẽ không tồn tại hoài và tồn tại lâu dài, mà theo thời gian nó sẽ mất đi qua quá trình đấu tranh sinh tồn. Có nghĩa là những khớp nối thần kinh nào mà không có được củng cố nè, không được nhắc lại nè, thì theo thời gian sẽ mờ nhạt dần và mất đi. Kết quả đó phụ thuộc vào quá trình mà trẻ tiếp xúc và học hỏi từ môi trường xung quanh qua các kênh học tập của trẻ. Việc học tập ở đây nó không giới hạn là trẻ học tại trường hay là trẻ học tại một cái cơ sở giáo dục nào đó, mà việc học tập chính là những cái hoạt động mà trẻ vui chơi, khám phá và tham gia những cái trải nghiệm trong môi trường xã hội của trẻ. Các giác quan của trẻ càng nhạy bén thì khả năng về xử lý thông tin cũng như là cái độ chính xác nó sẽ càng mạnh mẽ hơn. Đầu tiên là về mặt thị giác. Trẻ lúc mà mới sinh ra thì trường thị giác của trẻ trong giai đoạn khoảng 1 tháng đầu á, nó chưa có được dài. Thật ra trẻ chỉ nhìn được trong khoảng từ 20 đến 25cm thôi. Nhưng mà càng về sau, khi mà trẻ càng lớn lên thì trường thị giác của trẻ sẽ càng phát triển, giúp cho trẻ có thể khám phá thế giới thông qua đôi mắt của mình. Trẻ rất là thích nhìn những cái vật mà có nhiều màu sắc, phát ra ánh sáng, có sự chuyển động cũng như là có những cái góc tròn. Và trường thị giác của trẻ theo thời gian thì khi mà trẻ lớn lên thì sẽ càng được mở rộng hơn, càng được phát triển nhiều hơn, càng nhìn xa hơn. Đó là những cái yếu tố mà giúp cho trẻ có thể chú ý và kích thích cái thị giác của đứa trẻ. Thứ hai là về mặt thính giác. Trẻ rất nhạy cảm với các âm thanh xung quanh của mình, và trong dải tiếng nói của người lớn thì những âm thanh nào mà có cái âm sắc vừa phải và cái độ tốc độ vừa phải thì trẻ cũng rất là thích chú ý đến lắng nghe. Bên cạnh đó thì cái việc lắng nghe âm thanh còn giúp cho trẻ có thể kết nối với mọi người xung quanh trong cái quá trình mà trẻ bắt đầu học cách giao tiếp và tương tác với xã hội. Trong giai đoạn mà từ 4 đến 5 tháng tuổi thì trẻ hoàn toàn có thể phân biệt được nguyên âm và phụ âm, và cũng có thể phân biệt được tên của mình. Điều đó là những cái nền tảng giúp cho trẻ bắt đầu bắt chước và học cái ngôn ngữ nói của mình. Và thứ hai nữa là giúp cho trẻ định vị được những cái đồ vật xung quanh của mình. Nhờ đó là trẻ có thể đi đến và có thể thực hiện những cái hoạt động vận động của trẻ. Thông qua việc tiếp xúc sờ chạm, trẻ sẽ được khám phá về thế giới xung quanh và ngay cả chính bản thân mình. Và thông qua cái tiếp xúc sờ chạm và các giác quan, trẻ sẽ được học hỏi các khái niệm và phân biệt được những cái vật xung quanh của mình. Bé rất là thích thú và tò mò trong cái việc sờ chạm với những cái vật xung quanh của bé. Và mình cũng có thể thấy được là ngay từ khi mà bé ra đời thì các bác sĩ cũng đã có một cái xu hướng là giúp cho trẻ kề da với mẹ. Và những cái sự tiếp xúc về mặt xúc giác còn nuôi dưỡng và giúp cho trẻ có được những cái cảm xúc và tình cảm. Bên cạnh đó thì trẻ cũng sẽ tránh được những cái nguy hiểm, ví dụ như là trẻ sờ vào những cái vật nóng thì sẽ có cái phản xạ co tay lại, hoặc là những cái vật mà nó có cái góc cạnh nhọn thì trẻ cũng sẽ co tay lại để tự bảo vệ mình. Ngay từ khi chào đời thì trẻ đã rất nhạy cảm về mặt khứu giác. Nhờ đó trẻ có thể phân biệt được và có thể nhận ra được người mẹ của mình. Bên cạnh đó thì khứu giác còn giúp cho trẻ phân biệt được các mùi của thức ăn. Cái mùi nào làm cho trẻ cảm thấy thoải mái và dễ chịu, ưa thích, và mùi nào làm cho trẻ cảm thấy khó chịu và không ưa thích. Có một cái nghiên cứu thực nghiệm rất là lâu rồi của Maurer, thực hiện năm 1988. Thì ông ta đã cho một cái đứa bé ngửi cái mùi sô-cô-la và ngửi mùi mật ong, và sau đó là ngửi cái mùi trứng thối. Và sau đó qua quan sát thì ông ta nhận ra rằng
Khi mà đứa bé này ngửi mùi mật ong và mùi sô-cô-la thì trẻ cảm thấy rất là thư giãn. Ngược lại là trẻ đã nhăn mặt, cau mày và ngoảnh mặt khi mà trẻ ngửi thấy mùi trứng thối. Vị giác của bé cũng đã được hình thành ngay từ trong bụng mẹ. Và khi mà ra đời thì cũng nhờ vị giác mà trẻ có thể nếm được mùi của thức ăn cũng như là đồ uống, dụ như là dòng sữa của mẹ mình, để có thể phân biệt được những cái vật xung quanh mà đưa vào trong cơ thể của mình. Trẻ cũng có thể phân biệt được các vị thức ăn khác nhau mà làm cho trẻ cảm thấy dễ chịu hay là cảm thấy dễ chịu. Và nhờ vậy trẻ có thể khám phá tất cả những đồ vật xung quanh thông qua cái hoạt động là liếm hoặc là bú mút của mình và có những cái phản ứng với những cái đồ vật đó. Ví dụ khi mà trẻ nếm một cái vị ngọt thì sẽ có một cái phản ứng rất là thoải mái và dễ chịu. Và khi mà trẻ nếm một cái vị mặn, chua hoặc là cay thì trẻ sẽ cảm thấy rất là khó chịu và thậm chí có trẻ còn khóc thét lên nữa. Như chúng ta thấy là mỗi giác quan đều có một cái chức năng khác nhau, nhưng mà chúng lại bổ trợ cho nhau và chúng có cái sự kết hợp với nhau. Cho nên việc mà chúng ta kích thích một cái giác quan nào đó cũng sẽ tạo điều kiện để phát triển cái chức năng của cái giác quan còn lại. Ví dụ khi mà cho trẻ nhìn một bông hoa hồng màu đỏ rất là đẹp, màu đỏ rực, và chính cái màu sắc của bông hoa hồng sẽ kích thích và giúp cho trẻ chú ý và lại gần. Sau đó trẻ bắt đầu sẽ ngửi bông hoa và thậm chí là sẽ sờ lên bông hoa, và một số trẻ còn nếm cái bông hoa đó như thế nào nữa. Và tất cả cái sự tương tác của trẻ với bông hoa đó làm cho trẻ hứng thú với bông hoa. Nên khi mà người mẹ bắt đầu nói cho trẻ biết đây là bông hoa hồng thì trẻ cũng sẽ bắt đầu học về cái tên gọi của bông hoa này là như thế nào. Điều đó cho thấy là quá trình học hỏi của trẻ cần có sự kết hợp càng nhiều giác quan càng tốt. Và từ đó để nâng cao cái năng lực về mặt nhận thức cũng như là phát triển về mặt ngôn ngữ, tình cảm của trẻ. Và người lớn chúng ta, đặc biệt là cha mẹ thì cũng cần tạo điều kiện cho trẻ tham gia nhiều cái hoạt động vận động, hoạt động vui chơi, những hoạt động tương tác, làm sao để kích hoạt được các giác quan của mình. Đầu tiên đó là hoạt động vận động, vui chơi. Đứa trẻ nào cũng rất là thích những cái hoạt động vận động, vui chơi. Và thông qua những cái hoạt động vận động, vui chơi này thì trẻ sẽ phát triển vận động thô và cả vận động tinh. Thứ hai nữa là ba mẹ cũng có thể cho trẻ chơi bằng những cái vật dụng trong gia đình. Ví dụ như là trẻ sẽ làm việc nhà và trẻ sẽ tự sắp xếp những cái đồ vật của mình hoặc là sử dụng những cái ly, cái tách để mà rót nước qua lại. Đó là những cái trò mà trẻ rất là hứng thú. Ví dụ như khi mà trẻ dọn bàn ăn cơm và trẻ cầm một cái chén bằng sứ, và như vậy thì cái bề mặt mát lạnh và cái độ nặng của sứ cũng như là khi mà hai cái chén sứ nó va chạm vào nhau, nghe cái âm thanh rất là thanh, trong và to, nó vang lên như vậy cũng làm cho trẻ cảm thấy rất là thích thú. Điều đó nó cũng sẽ khác với việc khi mà trẻ cầm hai cái chén nhựa, cái độ nặng nó cũng sẽ khác nhau, và cái sự va chạm giữa hai cái chén nhựa cũng tạo ra những cái âm thanh nó đục hơn, nó trầm hơn, nó cũng sẽ khác nhau. Nó cũng giúp cho đứa trẻ sẽ phân biệt và học hỏi về các khái niệm của các vật chất cũng như là các sự vật khác nhau. Một trong những cái hoạt động rất là phổ biến đối với trẻ trong giai đoạn này đó chính là hoạt động chơi với đồ chơi. Khi mà trẻ được chơi những cái đồ vật mà nhiều màu sắc nè, có những cái đường nét tròn, và thậm chí có những cái đồ chơi mà có sự chuyển động, đồ chơi có âm thanh, đồ chơi có cái sự tương tác với trẻ. Trẻ sẽ sử dụng ngón tay để mà tương tác tạo ra cái sự chuyển động hay là tạo ra âm thanh với đồ chơi đó, cũng sẽ tạo cái sự hứng thú cho trẻ. Và trẻ hoàn toàn cũng có thể học được qua những cái đồ chơi mà nó có những cái bề mặt khác nhau. Ví dụ như là chơi với cát, chơi với những cái đồ vật cứng, và tất cả những cái việc mà tham gia chơi những hoạt động chơi như vậy cũng sẽ góp phần kích thích sự phát triển đa giác quan của trẻ. Với cá nhân tôi thì tôi rất là hay chia sẻ với lại phụ huynh, với lại các ba mẹ về cái việc là cho trẻ chơi với sách. Việc trẻ tiếp xúc với một cái quyển sách á, nó không đơn thuần là cung cấp thông tin đâu, mà bản thân quyển sách trong cái độ tuổi của trẻ nó cũng sẽ là một cái món đồ chơi rất là thú vị cho đứa trẻ. Ví dụ như tôi đang cầm một quyển sách này trên tay. Quyển sách này thì nó có một cái chức năng vô cùng thú vị, đó là cái chức năng về mặt tương tác âm thanh. Khi mà mở quyển sách này ra ha, trẻ bắt đầu được mở ra khám phá một cái câu chuyện,
nhưng mà nó không đơn thuần là chỉ là một cái thông tin về mặt câu chuyện, mà trẻ bắt đầu sẽ thấy những cái ô lật mở, và khi sử dụng ngón tay để mở ô này ra, trẻ lại khám phá ra một cái hình ảnh mới, và điều đó cũng làm cho trẻ vô cùng thú vị. Và khi mà khách đến nhà thì trẻ sẽ nói cái câu nào đó, thì ở đây có một cái nút âm thanh ở đây ha. Con chào cô chú ạ, chào em. Và khi mà trẻ nghe âm thanh đó thì trẻ sẽ cảm thấy, đầu tiên thì cảm thấy tò mò và thích thú, sau đó trẻ có thể là sẽ bấm lại một lần nữa, bấm lại một lần nữa, và trẻ sẽ bấm hoài. Và khi mà trẻ nghe những cái câu chào hỏi rất là quen thuộc đó và có xuất hiện trong cái quyển sách này cùng với bối cảnh của câu chuyện, cũng là cái cơ hội giúp cho trẻ sẽ nghe, bắt chước, lặp lại và học cái ngôn ngữ cũng như là học cái cách giao tiếp, những cái lời nói chào hỏi mà cũng có thể thấy được ở trong cái bối cảnh giao tiếp xã hội khác nhau. Ở một cái quyển sách khác mà tôi rất là thích ở đây, đó là một quyển sách mà kích thích về mặt xúc giác cho trẻ. Ở đây thì trong cái quyển sách này dạy cho trẻ về các loài thực vật, và không đơn thuần là đây là lá gì, đây là bông hoa gì, đây là cái quả gì, mà khi mà trẻ tiếp xúc với lại những cái khái niệm đó, trẻ sẽ được dùng tay và sờ vào mặt của chiếc lá. Bên cạnh là dạy cho trẻ là chiếc lá này là gọi là gì, ví dụ như ở đây là lá cẩm nhung, thì trẻ cũng có thể dùng ngón tay của mình để sờ chạm trên cái bề mặt của chiếc lá này và bắt đầu cảm nhận được cái sự gồ ghề, trơn láng, và nó cũng có độ mịn ở trên cái chiếc lá này. Điều đó giúp cho trẻ bắt đầu khám phá ra được đặc tính của thực vật này thông qua việc tương tác và xúc giác với quyển sách. Ngoài ra thì trẻ cũng hoàn toàn có thể sờ chạm lên những cái thực vật khác, ví dụ như là cây nấm nè, hay là quả kiwi và quả sabuche. Dù là cùng một màu sắc khác nhau, nhưng mà khi có cái sự sờ chạm với những bề mặt khác nhau, giúp cho trẻ có thể phân biệt được hai loại quả này. Trên đây là những chia sẻ về vai trò của các giác quan đến sự phát triển tâm lý của trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi. Rất mong những chia sẻ của tôi cũng sẽ giúp cho cha mẹ có thể đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn phát triển của mình.